Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hay tôi đang đứng ở đây là khu du lịch Bangkok Resort, Bangkok. Cái nhà phía đối diện, biệt thự đối diện này là biệt thự của Hồ Quỳnh Hương này. Thấy chỗ bác chủ đất ở đây bác ấy nói vậy, không biết có đúng hay không. Nhưng mà đại ý là đây thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu quý vị nhé. Thì ở đây tôi muốn giới thiệu cho quý vị một vài cái căn biệt thự ở đây, gọi khu biệt thự biệt lập. Diện tích cho một căn này nó khoảng 300 m². Từ đây mà ra rất gần với suối nước nóng Bình Châu, gần với lại đường quốc lộ 55, đường ven biển đấy, cách khoảng vài trăm mét thôi. Thì giá chào bán cho một căn này á, là 4 tỷ 8 quý vị nhá. 4 tỷ 8 bàn giao luôn biệt thự. Bàn giao luôn biệt thự. Thì đó. Sơ bộ cho quý vị biết là một cái khu nghỉ dưỡng như vậy ấy. Ai quan tâm đến biệt thự ở luôn thì cứ alo cho chúng tôi nhé. Biệt thự ở bên này là của Hồ Quỳnh Hương ạ, à, chú hay của ai không biết hả? Thế hả? Rồi ấy, sơ bộ như vậy. 4 tỷ 8 một căn. Quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho tôi theo các cái số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.